Những phát hiện mới nhất về nền văn minh Ai Cập gây chấn động thế giới. Lò ấp trứng có thể sản xuất tới 100 triệu con gà mỗi năm. Hắc miêu canh giữ mộ pharaoh bên trong kim tự tháp có tuổi thọ 4.000 năm. Máy tạo nhịp tim trong xác ướp Ai Cập vẫn đập sau hơn 2.500 năm. Những phát minh mà người Ai Cập cổ để lại cho hậu thế cho đến nay vẫn khiến con người hiện đại kinh ngạc. Triều Dương kính chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị và các bạn, văn minh Ai Cập cổ đại từng làm cả thế giới kinh ngạc với những công trình sừng sững như tượng nhân sư, kim tự tháp Giza. Song, ba phát hiện mới nhất về nền văn minh này chắc chắn còn làm chấn động thế giới hơn nữa. Đó là những phát hiện nào? Mời quý vị cùng Triều Dương tìm hiểu trong chương trình khám phá hôm nay. Thứ nhất, máy tạo nhịp tim trong xác ướp Ai Cập vẫn đập sau hơn 2.500 năm. Trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại, ướp xác luôn là chủ đề rất được coi trọng. Bởi sự tồn tại của xác ướp, các nhà khoa học đã từng tin rằng công nghệ của người Ai Cập cổ đại đã phải tốt nhất thế giới vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trên thực tế, công nghệ y học của nền văn minh Ai Cập cổ đại có thể đã đạt đến mức độ mà ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể tưởng tượng nổi. Ở ngoại ô Luxor, Ai Cập, người ta khiêng một xác ướp mới khai quật ra khỏi lăng mộ và tiến hành các bước xử lý ban đầu trước khi giao cho Cục Quản lý Văn hóa Quốc gia bảo quản. Lúc này, một thầy tế tham gia vào công việc xử lý xác ướp. Trong quá trình thu dọn, ông phát hiện một âm thanh nhịp nhàng kỳ lạ phát ra từ xác ướp, giống như tiếng tim đập. Điều này khiến ông hoảng sợ. Lẽ nào trái tim của người chết hàng nghìn năm rồi vẫn còn đang đập? Đây thực sự là điều không thể. Vậy, liệu rằng có thứ gì đó được giấu trong trái tim của xác ướp này? Người ta lập tức gửi xác ướp còn nguyên trạng đến phòng khám địa phương. Phòng khám này cũng không dám tùy tiện xử lý xác ướp kỳ lạ này, nên đã chuyển nó đến nơi kinh nghiệm phong phú hơn là Bệnh viện Cairo. Bệnh viện Cairo đã tập hợp một số chuyên gia đến kiểm tra. Sau khi các bác sĩ mổ khám nghiệm tử thi, họ thấy bên trong trái tim đã khô quắt từ lâu, là một cỗ máy màu đen vẫn đang đập sau 2.500 năm. Đó chính là máy tạo nhịp tim được làm từ một mảnh tinh thể đen có chứa chất phóng xạ. Trái tim khô quắt vẫn liên tục đập theo nhịp của máy tạo nhịp tim. Nhịp đập thình thịch của nó rất nhịp nhàng, mỗi một phút đập 80 nhịp. Tất cả những người chứng kiến đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bệnh viện Cairo sau đó đã công bố tin tức chấn động này cho công chúng và lắp lại máy nhịp tim vào xác ướp để mọi người có thể tham quan. Nhiều nhà khảo cổ học và các nhà khoa học điện tử từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn đến Bệnh viện Cairo để nghiên cứu xác ướp có máy tạo nhịp tim này. Các chuyên gia đã phải suy nghĩ sâu sắc khi đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải. Cách đây hơn 2.500 năm, ai có thể biết được tinh thể đen có chứa chất phóng xạ và có thể giữ cho trái tim đập? Và trong điều kiện y tế của Ai Cập cổ đại được cho là lạc hậu hơn nhiều so với hiện tại, làm thế nào mà người ta lại đưa được máy tạo nhịp tim tiên tiến như vậy vào khoang ngực con người? Thậm chí, các nhà khoa học không tin vào thần cũng đã có những ý nghĩ rằng Ai Cập cổ đại rất có thể tồn tại những thuật sĩ có năng lực đặc biệt và chính họ đã tạo ra phép màu lịch sử này. Dưới góc nhìn của khoa học thực chứng, nền văn minh cổ tại Ai Cập vĩnh viễn là một màn sương mù dày đặc, che phủ những ẩn đố không thể giải thích đối với nhân loại. Phát hiện thứ hai, hắc miêu 4.000 năm tuổi canh giữ mộ pharaoh trong kim tự tháp cổ đại. Bên trong kim tự tháp Ai Cập thần bí cổ xưa luôn ẩn chứa vô số câu chuyện kỳ lạ, khó lý giải. Một trong các bí ẩn được phát hiện đó là việc các nhà khảo cổ phát hiện một con mèo còn sống trong ngôi mộ hơn 4.000 năm tuổi. Câu chuyện xảy ra vào năm 1990, tiến sĩ Masu, một nhà khảo cổ học Ai Cập, đã mở cửa một ngôi mộ cổ ở thung lũng các vị vua. Chủ nhân của ngôi mộ là pharaoh Cheliubos đệ tứ, sống cách đây 4.000 năm. Khi ngôi cổ mộ được mở ra, tiến sĩ Masu và các trợ lý của ông mang theo một chiếc đèn lồng đi vào và tìm thấy một cỗ quan tài bằng đá. Mọi người kinh ngạc khi phát hiện bên cạnh cỗ quan tài có một con mèo lớn. Nó nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Masu với hai con mắt to màu vàng xanh. Theo đoàn khảo cổ nhận định, rất có thể đây là giống mèo cổ Ai Cập đã tuyệt chủng. Khi nhìn thấy tiến sĩ Masu, con mèo lập tức cong lưng, rít lên và hung hãn lao tới cắn vào đùi ông. Các trợ lý của tiến sĩ Masu vội vàng dùng một tấm vải bố bắt nó lại và mang đến phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, con mèo đã chết chỉ vài giờ sau đó. Tất nhiên, câu chuyện này nghe quá ly kỳ đến nỗi khó có thể tin nó là sự thật. Nhưng nếu nó đúng là sự thật thì con mèo này ước tính cũng phải 4.000 năm tuổi. Và cũng từ đó,
các bí ẩn về Ai Cập cổ đại cũng đã được thổi phồng và phóng đại liên tục cho đến tận ngày hôm nay. Phát hiện thứ 3, lò ấp trứng Ai Cập, phép nhiệm màu đối với phương Tây. Nhận thức của phương Tây đối với văn minh Ai Cập đã có sự thay đổi lớn kể từ khi Alexandros Đại Đế tiến quân xâm lược vùng đất này. Ban đầu, họ kinh ngạc trước những công trình kiến trúc khổng lồ như cung điện, đền thờ, kim tự tháp. Kế đến, họ bội phục trước những hiểu biết, tính toán sâu sắc và phương pháp chế tạo giấy cói lạ lùng. Không ít các bộ óc uyên thâm đã cất công vượt đường trường đến tận Ai Cập để tận mắt chứng kiến. Trong đó có Aristotle, nhà hiền triết lừng danh của Hy Lạp. Và điều khiến Aristotle ngẩn người thán phục không phải là những công trình kiến trúc đồ sộ, mà là cảnh tượng hàng ngàn con gà ồ ạt chui ra từ đống phân trong một lò ấp trứng. Không chỉ Aristotle mà cả nhà côn trùng học người Pháp René Antoine Fourchaud de Réaumur khi lần đầu tiên đến Cairo cũng ca ngợi lò ấp này là kiệt tác và là niềm tự hào của Ai Cập, thậm chí còn giá trị hơn cả kim tự tháp Giza. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lò ấp trứng phát minh từ 2.000 năm trước của người Ai Cập cổ có cấu trúc như thế nào. Lò ấp trứng có tối đa 5 phòng, chiều cao từ 2,4 đến 2,7 mét, rộng khoảng 1 mét. Mỗi phòng được chia thành 2 ngăn chồng lên nhau, riêng ngăn dưới có thể xếp tới 4.000 quả trứng. Như vậy, số gà được ấp có thể lên tới 100 triệu con mỗi năm, số lượng khiến con người hiện đại cũng phải thán phục. Bí quyết của quá trình ấp trứng chính là nhiệt độ. Để đạt được hiệu quả giống như gà mái mẹ ấp trứng, người Ai Cập không sử dụng than hoặc gỗ mà đốt phân lạc đà và phân bò, trộn với rơm, sau đó phơi khô hoàn toàn. Phần trung tâm của lò tương tự một đường hầm nhỏ, có các lỗ trên mái để khói từ đó có thể thoát ra. Tất cả đều được thiết kế chính xác, đơn giản và khéo léo. Lò được làm bằng gạch có khả năng giữ nhiệt. Sau một thời gian khoảng 10 đến 12 ngày, ngọn lửa lớn sẽ không còn được giữ lại vì nhiệt lượng tích lũy đủ để duy trì quá trình ấp trứng. Thời đó, người châu Âu vẫn còn phụ thuộc vào quá trình sinh sôi tự nhiên của gia cầm. Sẽ chẳng có ai tin vào chuyện trứng gà tự nở hay con gà chui ra từ đống phân. Tuy nhiên, người Ai Cập đã có thể cho ra đời 100 triệu con gà mỗi năm từ hơn 2.000 năm trước. Đó là lý do cả Aristotle lẫn Diodorus Siculus đều đã nghĩ rằng người Ai Cập có phép thuật làm trứng tự nở. Cho đến tận bây giờ, 2.000 năm đã trôi qua và khoa học công nghệ đã can thiệp vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, thì lò ấp trứng Ai Cập vẫn được sử dụng cả ở đồng bằng sông Nin lẫn các vùng nông thôn tại châu Âu. Vào năm 2006, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO ngỡ ngàng phát hiện rằng vùng đồng bằng sông Nin vẫn có đến 200 lò ấp trứng theo kiểu cổ. Chúng không khác gì so với 2.000 năm trước, chỉ là không dùng phân để đốt nữa mà là các nhiên liệu hiện đại như xăng hoặc dầu. Thưa quý vị và các bạn, những phát minh trên khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng, khâm phục tài năng và trí tuệ của người xưa. Hy vọng sắp tới, chúng ta sẽ có thêm những khám phá thú vị về nền văn minh cổ đại này. Bây giờ, Triều Dương xin chào tạm biệt quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.